Vâng, em đang đi bộ về và mọi người đi xe cũng như đi bộ dắt bộ về hết nha mọi người. Hôm nay là em đi bộ đấy nha. Tôi quên việc luôn á. Nước thì không cao lắm. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ừ, lên được rồi. Còn phải kiếm một cái bờ nữa lên. Nghe nói em đi bộ về là sáng suốt rồi. Sao tới đây đứng không mấy đứa? Nén đi tiếp đi. Ây da, đau quá. Dễ bị trọng thương lắm nha. Chắc 3G quay đủ hết đoạn đường D2 là hết rồi đấy. Bây giờ không chưa lết được khỏi đoạn đường D2 luôn. Mới đưa tới chỗ cổng sau vô tắc à. Này ha, đấy. Mới tới cổng sau vô tắc. Đi là đường thì phải rất cẩn thận, sợ bị sập. Nói chung mới là tình hình là D2 thất thủ rồi. Đây xe này mọi người. Đi trên là đường thì phải đi rất là chậm. Dễ bị sập lắm. Thôi đi phía trong đi cho nó khỏe. Rồi giờ cứ ai đi xe ra D2 là đi hết. Đi đất hết. Sợ sập hầm quá, đi đường trên đi. Đây có một cái cống không ta? Đây là sập hang đủ luôn á. Ây da. Ây da, ây da. Đi mà còn sợ sập cống nữa chứ. Tại vì ở dưới nó rất là sâu. Bây giờ mà bước xuống là ướt tới túi quần luôn á, ướt tới hông luôn rồi đó. Ây da. Cẩn thận dưới đó chú cống nha, cái cống dưới đây nè, có một cái cống á. Chỉ cẩn thận vào. Đi ngang ngang vô, đi ngang ngang vô, đi ngang ngang vô mọi người ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngang ngang vô, rồi. Tôi nói thiệt chứ là nước là tới đùi tôi rồi đó, mà xe này nó vẫn đi được. Đó. Tức là vì cái ống bô nó không còn xuất hiện nữa mà vẫn còn đi được. Ban đầu thì có ý tưởng là đi ráp bay không được, đi ráp ô tô, nhưng rất tiếc là ráp ô tô nó cũng không rớt luôn. Mặc dù là giá nó tăng gấp 3 lần. Nhưng mà bây giờ nó cũng không rớt. Cho nên là sự lựa chọn cuối cùng đó là đi bộ về. Từ đây đi bộ về thì tầm khoảng 1 cây 8. Nhưng mà mới tới được cái cổng sau của của Hồ Tắc à. Chưa hết được cái đoạn đường của D2 nữa. D2 ngập sâu lắm các bạn ơi. Ô tô đây. Nên đi đường là phải đi trên lề, không dám đi dưới đất. Đi dưới đường là sẽ bị sụp rất là sâu. Đi trên lề thì sợ bị sụp cống. Rồi, ra đoạn gần nữa Quân Kim thấy có khỏe hơn, có khả quan hơn rồi đó. Vậy là nước cái ngập sâu ở cái đoạn cổng sâu của Thu Tách. Rồi nó ngập rất là sâu. Gần hết bánh xe. Xe máy.
Rồi xong, hết đoạn rồi, vỉa hè đi rồi, phải đi xuống dưới lòng đường rồi. Chịu, ai à? Có cái gì rồi? Mày quá. Sự lựa chọn khi đi bộ về đó là bỏ hết tất cả mọi thứ trên trường, không mang gì về hết. Định mua một cái áo mưa mà lại tiếc tiền nữa, thế là không mua luôn. Có cái dù là đi được rồi. Dù này là dù tài trợ của sếp Tâm Phạm. Phải lên lên đường đi chứ, đi dưới đất nguy hiểm lắm. Đi được rồi. Lên hả? Lên được không? Cái này có cái bậc ha. Đúng rồi, nó có cái bậc chỗ này nè. Nhưng mà đi theo đường cống, nó cống rồi lên. Đấy, đi vô đây đó. Để đẩy lên cho nha. Đợi xíu nha mọi người. Lên nha. Ai ba la đào. Thẳng cái tay ra, thẳng cái gì vậy? Thẳng tay ra, để lên theo. Bộ gì? Lên nè. Lên, rồi, lên. Chưa lưng, chưa lưng em, chưa lưng em. Đấy, ngã xe ra đi, không ngã đâu. Được chưa? Lên luôn. Coi chứ ngày nay nó nghe nó cống mọi người ơi. Thôi đi đây, tiếp tục hành trình đi về. May quá, lại rớt review nữa rồi. Vừa rồi là hành động ga răng, ra tay nghỉ hiệp, cất điện thoại vô túi, đẩy cái xe bạn nữ vô lên là được. Thực tế là đi như thế này rất là mỏi chân. Chưa hết đường nẻ ai nữa. Vâng, là bây giờ là chưa tới ra đây năm đây nha mọi người. Mới tới giao thông vận tải thôi. Cái đoạn giao thông vận tải nó lại ngập sâu nữa rồi. Khá là cực khổ khi đi về vào mùa này. Không, xui là hôm nay thôi. Hôm nay đi về đi rất là cực. Đi này về là tối ngủ phê luôn. Có một số anh đi giữa đường đi phóng rất là nhanh. Sao nữa rồi? Đi qua hay là đứng? Đâu bình thường mẹ. À, sụp nhẹ. Đừng đẩy nha rồi. Nó lúng một chút xíu chỗ cái nắp cống á. Không sao đâu. Rồi được rồi, đi tiếp đi. Rồi, mới nghĩa hiệp giúp tiếp hai người nữa. À, mới tới rồi. Để LA thôi. Để LA. Vâng. Nếu mà đi bộ về, chúng ta vẫn kinh tế hơn. Bởi vì giờ xe là chỉ có mắc dắt về tiệm thôi. Mình sẽ ra đi với gia đình bên ngoài này cho vui nè. Đi trong vỉa hè có vẻ như không vui lắm. Mình sẽ ra đi đẩy hộ gia đình nè. Bên ngoài. Đi giờ vừa đi bộ về mà vừa phải đi giúp người khác. Ra giữa đường đi cho nó thông thoáng nè. Đó. Chạy đi, đèn nào cũng bước rồi. Đừng có mát mẻ gì đâu. Riêng buổi hôm nay thì có vẻ như là các tiệm giữ xe thì anh nên làm ra. Đặc biệt là các tiệm bán dép. Nãy giờ là thấy có hai ba người bị cho dép rồi. Nói thậm chí đúng chứ trình nó hết thời gian thôi mọi người. Bây giờ mệt quá. Chưa đi hết đây hai mà có mỏi cảnh. Không xác định được là giờ đi lối nào cho nó đỡ mỏi hơn. Thôi thì mình đi ra. Đó luôn.
Thôi là gì hết. Ấy ạ. May là hôm nay mình không đi xe. Chứ nếu nãy ủi xe ra thì cũng bị đi đất rồi. Nãy giờ bao nhiêu phút rồi ta? 1:20:20 là mình đi gần một cái đoạn đường nữa hai, mà đi bộ tầm nãy giờ chắc cũng 20-25 phút gì đó, mà mới tới đây năm à, chưa hết được cái đường D2 nữa, đường về nhà sao mà xa quá. Xác định là cứ chui vô đường D2 là chết nha mọi người, đi không có rướn được hết cái đoạn đường này đâu, được sẽ bị dính hai cái vực sâu nhất là cái đó, chỗ cái đoạn không sâu khu tách với một cái đoạn chỗ giao thông vận tải, là hai cái đoạn đó là sâu nhất, cái chắc điều nào đi ra rồi ở đó cống đi phía này nên đi vô đây thì chỉ có chết thôi. Mọi người đi á thì ấy da, đi vô nó cho có sao sâu thế. Đây đây là bước qua đèo ngang, đây bước qua cái đèo nằm. Nói chung á, nếu mà mọi người chịu khó thì gửi xe đi bộ về, còn nếu mà đi về mà đường đi đường này thì xác định là sửa xe. Còn cái đường Xô Viết Ngoại Tỉnh thì hồi nãy định cũng đi đường đi Xô Viết Ngoại Tỉnh, nhưng mà chưa có ý định đi đó, tại vì đường đó đi sợ bị kẹt một và bị ngập nữa thì khổ. Đường này thì nó chưa rộng hơn. Nói chung là giờ thì ướt hết còn dưới rồi, nhưng mà không sao, vẫn đi về được, sắp thoát khỏi rồi. Này là mưa này cảm giác như là nó không có cái khả năng ngớt đâu nha, mưa rã rít là mưa miết mưa dầm rồi đó. Vì hồi nãy là xuống khoảng tầm 8:30 mà tới 9:30 mà nó cũng không ngớt được, cho nên xác định là đi bộ về luôn. Rồi không hết dung lượng mà sắp hết pin rồi. Kìa đau lòng quá đi. Thấy chưa? Rồi xong một ông đi qua ướt luôn cả cháo luôn ạ, không thần không bình nhé, không biết số phận sẽ như thế nào. Hay là nên đi đường rẽ ta, thôi đi ra đi ra ngã tư luôn, đi ngã tư đi chắc thì không có vấn đề gì, tại vì đi đường rẽ thì sợ vô hẻm á, giờ này thì ướt luôn hết rồi đó, không có nấu ăn đâu. Giờ là sợ ra đoạn U Minh Kim chỗ cây xăng nó ngập nữa, nguy cơ ngập là khá cao. Mà đi lộ trình đó chứ không có đi lộ trình đường nối dài được, thì đi đường nối dài thì nó dễ bị ngập ngay chỗ cái cua, ngay chỗ cái cua chứ ngay chỗ ngã ba. Tại vì đi đường trong hẻm thì không nhớ hết cái nắp cống, cho nên là đi là không dám đi. À, phải đi đường ngoài thì mình còn nhìn được cắt tóc.
đi đường trong không thấy nắp cống là sụp chết luôn á, sụp chân thế cũng chết gì. Vâng, mình đã ra đường Ông Mai Kim, nhưng mà đường Ông Mai Kim cũng không khá hơn mấy. Ông Mai Kim cũng rất là phiêu. Mình thấy một đoàn người giác bộ rất là dài. Xe bánh pin nổ chịu ơi. Bây giờ có ăn thì cũng phải chịu thôi, không trách nhau được. Bởi vì nếu người ta đi thấp ga thì sẽ bị ướt, sẽ bị chết máy. Cho nên mình chịu ướt cho người ta đi đi. Ôi, cảm thấy có lòng tốt quá. Nãy chui đi liền, nhảy ra thì cũng ngập lắm nha các bạn. Nên đi ra ngã tư là đi thẳng là tốt nhất. Đường nó cao. Nãy giờ vô thì lên nhậu cái dệt á. Ôi, có gà nướng nè. Còn giờ này mà nó trời mưa ướt lại lạnh mà có gà nướng nó bao phê luôn. Đường ai nói không ướt nha, mình nói là ướt chắc. Đi đường này mà không ướt làm con luôn. Bây giờ thì các thợ thầy sẽ kiếm được chút định nhờ một cơn mưa buổi chiều. Ây da, anh hấp cái trình dưới ấy, ướt đây hết rồi. Bịt đi, ông đi rất ông mất nè. Còn những ba hấp chân thần thánh của ông mà nước bay quắn lên còn hơn xe băng nữa. Thầy Tú tranh thủ về sớm quá, em chưa về sớm được, em bị ướt mưa đây, thầy Tú ơi. Em bị đang đi lội bộ về đây, thầy Tú ơi. Ôi, chỗ này khó đi rồi nha. Tới luôn, có sập. Bây giờ cho là giấu á. Sẵn cái đoạn line này xin lỗi anh Tâm trước, rồi lỡ tí nữa gió nó có bay hư cái dù thì anh Tâm chịu khó nha. Mình mới tới á, nhà là phố thôi nhưng mà nước từ phía trên lộ xuống dữ quá. Chắc mình tới nhà rồi.